Lại nữa, đại sĩ, đối với sự tu tạo các việc phước nghiệp, nếu Đại Bồ Tát như thật biết rõ xa lìa uẩn xứ giới, thì cũng xa lìa bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa, cũng xa lìa nội không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng xa lìa bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Sau khi đã như thật biết sự tu tạo các việc phước nghiệp như thế, Đại Bồ Tát này thâm tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa đại sĩ, nếu Đại Bồ Tát như thật biết rõ sự tùy hỷ cùng làm các việc phước nghiệp xa lìa tự tánh, sự tùy hỷ cùng làm các việc phước nghiệp như vậy, như thật biết rõ chư Phật Thế Tôn xa lìa tự tánh chư Phật Thế Tôn như vậy, như thật biết rõ công đức căn lành xa lìa tự tánh công đức căn lành như vậy, như thật biết rõ thanh văn độc giác và các dị sanh xa lìa tự tánh thanh văn độc giác và các dị sanh như vậy, như thật biết rõ tâm tùy hỷ hồi hướng Đại Bồ Đề xa lìa tự tánh tâm tùy hỷ hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy, như thật biết rõ Đại Bồ Tát xa lìa tự tánh Đại Bồ Tát như vậy, như thật biết rõ bát nhã ba la mật đa xa lìa tự tánh bát nhã ba la mật đa, cho đến như thật biết rõ bồ thí ba la mật đa xa lìa tự tánh bồ thí ba la mật đa, như thật biết rõ nội không xa lìa tự tánh nội không, cho đến như thật biết rõ vô tánh tự tánh không xa lìa tự tánh của vô tánh tự tánh không, như thật biết rõ bốn niệm trụ xa lìa tự tánh bốn niệm trụ, cho đến như thật biết rõ 18 pháp Phật bất cộng xa lìa tự tánh 18 pháp Phật bất cộng, như thật biết rõ hạnh Đại Bồ Tát xa lìa tự tánh hạnh Đại Bồ Tát, như thật biết rõ chư Phật vô thượng chánh đẳng Bồ Đề xa lìa tự tánh chư Phật vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này tu hành xa lìa tự tánh các pháp như thế, tức là tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chân chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa đại sĩ, đối với công đức căn lành của các đệ tử và của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đã diệt độ, các đại Bồ Tát nếu muốn phát tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì nên khởi tâm tùy hỷ hồi hướng nghĩ như vậy. Như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử đều đã diệt độ, tự tánh chẳng có, công đức căn lành cũng lại như thế. Ta phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và chỗ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, tánh ấy cũng như vậy. Biết như thế nên đối với các căn lành phát khởi tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không rơi vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Nếu Đại Bồ Tát lấy tướng làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với công đức căn lành của các đệ tử và của tất cả đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đã diệt độ, chấp giữ tướng tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì chẳng phải là khéo tùy hỷ hồi hướng, vì công đức căn lành của chúng đệ tử và của chư Phật quá khứ là phi tướng vô tướng, chẳng phải cảnh giới có thể nắm giữ. Vì Đại Bồ Tát này lấy niệm chấp giữ tướng mà phát tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên chẳng khéo tùy hỷ hồi hướng, do nhân duyên đây nên rơi vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Nếu Đại Bồ Tát chẳng lấy tướng làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với công đức căn lành của tất cả chúng đệ tử và chư Phật lìa tướng tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì đó gọi là khéo tùy hỷ hồi hướng, do nhân duyên đây nên Đại Bồ Tát này tùy hỷ hồi hướng, không rơi vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Bấy giờ Đại Bồ Tát Từ Thị hỏi cụ Thọ Thiện Hiện rằng: Đại Đức, đối với công đức căn lành của các Như Lai ứng chánh đẳng giác và của chúng đệ tử, Đại Bồ Tát tùy hỷ cùng làm các việc phước nghiệp đều chẳng nắm giữ tướng, vậy làm sao có thể tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Thiện Hiện đáp: Bạch đại sĩ, phải biết bát nhã ba la mật đa mà các đại Bồ Tát học có những phương tiện khéo léo thiện xảo như vậy, tuy chẳng nắm giữ tướng nhưng vẫn thành tựu sở tác, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa mà có thể chân chánh phát khởi tùy hỷ cùng làm các việc phước nghiệp hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cho nên chúng đại Bồ Tát muốn thành tựu sở tác thì phải học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát Từ Thị nói:
Đại đức thiện hiện, đại đức chớ nói lời ấy. Vì sao vậy? Vì đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, công đức căn lành mà chư Phật Thế Tôn và chúng đệ tử cùng thành tựu đều không có sở hữu chẳng thể đắc. Sự tạo tác tùy hỷ các việc phước nghiệp cũng không có sở hữu chẳng thể đắc. Sự phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề cũng không có sở hữu chẳng thể đắc. Trong đây, khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán như vậy: tánh công đức căn lành của chúng đệ tử và của chư Phật quá khứ đều đã diệt. Sự tạo tác tùy hỷ các việc phước nghiệp, sự phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề, tánh nó đều tịch diệt. Nếu ta đối với công đức căn lành của chúng đệ tử và của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác kia mà lấy tướng phân biệt, đối với sự tạo tác tùy hỷ cùng làm các việc phước nghiệp, phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề mà lấy tướng phân biệt, do lấy tướng phân biệt ấy làm phương tiện phát khởi tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên chư Phật Thế Tôn đều quả chẳng cho, cũng chẳng tùy hỷ. Vì sao? Vì đối với chư Phật Thế Tôn và các đệ tử đã diệt độ mà lấy tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì đây gọi là đại hữu sở đắc. Cho nên đối với công đức căn lành của chúng đệ tử và của chư Phật, Đại Bồ Tát muốn chân chánh phát khởi tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì chẳng nên ở trong ấy khởi sự thủ đắc lấy tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng. Nếu ở trong ấy khởi sự thủ đắc lấy tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng thì Phật nói người đó chẳng có lợi lớn. Vì cớ sao? Vì tâm tùy hỷ hồi hướng như thế là hư vọng phân biệt, là tạp độc vậy. Ví như có loại thức ăn tuy đầy đủ sắc hương mỹ vị thượng diệu nhưng hòa với độc dược, người ngu trí cạn tham lấy ăn nuốt. Tuy ban đầu thích ý vui sướng khoái lạc, song sau thức ăn tiêu hóa thì phải chịu đủ các khổ hoặc mệt trí, thậm chí mất mạng. Hạng Bồ Đặc Giá La như vậy, chẳng khéo thọ trì, chẳng khéo quán sát văn cú nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng khéo đọc tụng, chẳng khéo thông đạt nghĩa lý sâu xa, mà bảo kẻ chủng tánh đại thừa rằng: lại đây thiện nam tử, ngươi đối với tất cả đức Như Lai ứng chánh đẳng giác quá khứ vị lai hiện tại, từ sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y bát niết bàn, mãi đến lúc pháp diệt, trong thời gian ấy ngươi tu Bát Nhã cho đến bố thí Ba La Mật Đa, căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm, hoặc trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm, hoặc tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm, hoặc tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm. Như vậy cho đến hoặc tu 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm, hoặc nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình, căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm, hoặc tu giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, và vô số vô lượng vô biên các công đức thù thắng pháp, hoặc tu tất cả căn lành hữu lậu vô lậu của đệ tử Phật, hoặc tu công đức của các trời người độc giác Bồ Đề đã đang và sẽ được các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác thọ ký, hoặc tu căn lành của các trời rồng dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, nhân phi nhân đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm, hoặc tu căn lành của các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với các công đức phát khởi tùy hỷ hồi hướng, tập hợp hết thảy lượng căn lành như vậy, hiện tiền tùy hỷ cho các hữu tình cùng có một cách bình đẳng hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tùy hỷ hồi hướng theo chỗ thuyết như thế, lấy có sở đắc, lấy tướng phân biệt làm phương tiện, thì kẻ ấy như ăn tạp độc, trước lợi sau tổn, đây chẳng phải khéo tùy hỷ hồi hướng. Vì sao? Vì sự phát tâm tùy hỷ hồi hướng ấy lấy có sở đắc, lấy tướng phân biệt, có nhân, có duyên, có tác ý, có hí luận, có chướng ngại, có đầm lỗi, chẳng hợp với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ấy là kẻ tạp độc, là hủy báng Phật, nói chẳng hợp lời Phật, nói chẳng đúng pháp, nói chẳng hợp lý. Bồ Tát chủng tánh Bồ Đặc Già La chẳng nên học theo chỗ thuyết ấy.
Vì vậy đại đức, nên tôi mới hỏi các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, đối với công đức căn lành của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác quá khứ vị lai hiện tại và của chúng đệ tử nên tùy hỷ hồi hướng như thế nào? Nghĩa là chư Phật kiêng từ sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển bánh xe diệu pháp, độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y bát niết bàn, cho đến lúc pháp diệt, trong thời gian ấy đại Bồ Tát tu bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, nhóm các căn lành nói rộng cho đến hoặc tu căn lành của các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với các công đức phát khởi tùy hỷ hồi hướng, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, đối với công đức căn lành kia phát khởi tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đà như thế nào? Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch đại sĩ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, tu hành bát nhã ba la mật đa, nếu muốn phát tâm tùy hỷ hồi hướng mà không rơi vào lỗi hủy báng chư Phật Thế Tôn thì nên nghĩ như vậy. Như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, Phật trí vô thượng thấu rõ, biết khắp công đức căn lành có tánh như thế, có tướng như thế, có pháp như thế, có thể tùy hỷ, ta nay cũng nên tùy hỷ như vậy. Như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, Phật trí vô thượng thấu rõ biết khắp, nên đem các việc phước nghiệp như thế hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề, ta này cũng nên hồi hướng như vậy. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, đối với công đức căn lành của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và của các đệ tử nên tùy hỷ hồi hướng như thế, nếu khỏi tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng hủy báng Phật, dạy đúng lời Phật, nói hợp với pháp, nói đúng với lý. Đại Bồ Tát ấy tâm tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng lẫn lộn thuốc độc, quyết đến cam lồ đại bát niết bàn. Lại nữa, đại sĩ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với công đức căn lành của các Như Lai ứng chánh đẳng giác và của các đệ tử nên khỏi tùy hỷ hồi hướng như vậy. Như sắc cho đến thức, chẳng đoạn cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Sắc xứ cho đến pháp xứ, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nhãn giới cho đến ý giới, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Sắc giới cho đến pháp giới, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nhãn xúc cho đến ý xúc, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Bát nhã ba la mật đa, cho đến bố thí ba la mật đa, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nội không cho đến vô tánh, tự tánh không, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Như vậy cho đến 10 lực Như Lai, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Chân như pháp giới, pháp tánh, thật tế, pháp định, pháp trụ, bất tư nghì giới, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại.
tùy hỷ hồi hướng cũng phải như thế. Vì sao? Vì tự tánh của các pháp ấy là không, nên chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời. Tùy hỷ hồi hướng cũng lại như thế, nghĩa là tự tánh của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác là không, nên chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời. Tự tánh công đức của chư Phật là không, nên chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời. Tự tánh của thanh văn độc giác và trời người là không, nên chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời. Tự tánh của các căn lành ấy là không, nên chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời. Tự tánh tùy hỷ ấy là không, nên chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời. Tự tánh của pháp hồi hướng là không, nên chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời. Tự tánh của kẻ hay hồi hướng là không, nên chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời. Nếu khi đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sắc cho đến thức, chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời. Nếu chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời, thì chẳng thể lấy có tướng kia làm phương tiện, có sở đắc làm phương tiện mà phát sanh tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì cớ sao? Vì tự tánh pháp của sắc chẳng sanh, nếu pháp chẳng sanh thì không có sở hữu, chẳng thể đem pháp không sở hữu ấy, tùy hỷ hồi hướng không sở hữu. Do vậy, như thật biết nhãn xứ cho đến ý xứ cũng như thế, như thật biết sắc xứ cho đến pháp xứ cũng như thế, như thật biết nhãn giới cho đến ý giới cũng như thế, như thật biết sắc giới cho đến pháp giới cũng như thế, như thật biết nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng như thế, như thật biết nhãn xúc cho đến ý xúc cũng như thế, như thật biết nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng như thế, như thật biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa cũng như thế, như thật biết nội không cho đến vô tánh tự tánh không cũng như thế, như thật biết bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng như thế, như thật biết mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng như thế, như thật biết chân như pháp giới, pháp tánh, thật tế, pháp định, pháp trụ, bất tư nghị giới cũng như thế, như thật biết giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn cũng như thế, như thật biết trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng như thế, như thật biết pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời. Nếu chẳng đọa ba cõi, chẳng nhiếp ba đời, thì chẳng thể lấy có tướng ấy làm phương tiện, có sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy nghỉ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thì không có sở hữu, chẳng thể lấy pháp không sở hữu ấy tùy hỷ hồi hướng không sở hữu. Đại Bồ Tát này tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề như thế là chẳng lẫn lộn thuốc độc, quyết đến cam lồ đại bát niết bàn. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, nếu lấy có tướng làm phương tiện hoặc có sở đắc làm phương tiện, đối với công đức căn lành của các đệ tử và các Như Lai ứng chánh đẳng giác phát tâm tùy hỷ hồi hướng, thì phải biết đây là tà tùy hỷ hồi hướng. Tà tâm tùy hỷ hồi hướng này chẳng được chư Phật Thế Tôn khen ngợi. Tâm tùy hỷ hồi hướng như thế chẳng được Phật Thế Tôn khen ngợi, nên chẳng thể viên mãn bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng thể viên mãn nội không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng chẳng thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, như vậy cho đến cũng chẳng thể viên mãn mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng thể viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, bởi chẳng thể viên mãn các công đức, nên chẳng thể nghiêm tịnh cõi Phật và thành thục hữu tình. Do chẳng thể nghiêm tịnh cõi Phật và thành thục hữu tình, nên chẳng thể chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát ấy phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng có tướng có đắc, bị lẫn lộn thuốc độc vậy. Lại nữa, đại sĩ, khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên nghĩ như vậy: như tất cả đức Như Lai ứng chánh đẳng giác mười phương thế giới như thật thông đạt công đức căn lành có pháp như thế, có thể nương pháp ấy phát sanh tùy hỷ hồi hướng không trái, ta này cũng nên nương pháp như thế phát sanh tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đó là chân chánh phát khởi tùy hỷ hồi hướng, do đây quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ Đức Thế Tôn khen cụ thọ thiện hiện:
Hay thay, này thiện hiện, ngươi nay đã vì tất cả các đại Bồ Tát mà làm việc Phật làm, nghĩa là vì các đại Bồ Tát khéo nói tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, nói những lời tùy hỷ hồi hướng như thế, lấy không tướng làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, không sanh không diệt làm phương tiện, không nhiễm không tịnh làm phương tiện, không tánh tự tánh làm phương tiện, tự tướng không làm phương tiện, tự tánh không làm phương tiện, pháp giới làm phương tiện, chân như làm phương tiện, pháp tánh làm phương tiện, tánh chẳng hư vọng làm phương tiện, thật tế làm phương tiện, bất tư nghỉ giới làm phương tiện. Này thiện hiện, giả sử tất cả hữu tình tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông, thì ý ông nghĩ sao, công đức của các hữu tình này nhiều chăng? Thiện hiện thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn rất nhiều, bạch Đức Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với công đức căn lành của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và của các đệ tử, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng mà không nhiễm đắm, thì công đức có được rất nhiều hơn trước, chẳng thể kể lường. Này thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, so với các căn lành khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Lại nữa, này thiện hiện, giả sử tất cả hữu tình tam thiên đại thiên thế giới đều được quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với các vị dự lưu cho đến các vị độc giác bồ đề ấy trọn đời, đem vô lượng y phục, đồ ăn, thức uống, đồ nằm, thuốc men và những vật cần dùng khác mà dâng thí, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, thì ý ông nghĩ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Thiện hiện thưa, bạch Đức Thế Tôn rất nhiều, bạch Đức Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với công đức căn lành của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và của các đệ tử khởi tâm tùy hỷ hồi hướng mà không nhiễm đắm, thì công đức có được rất nhiều hơn trước. Này thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khởi tùy hỷ hồi hướng như thế so với các căn lành khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Lại nữa, thiện hiện, giả sử tất cả hữu tình tam thiên đại thiên thế giới đều hướng tới vô thượng chánh đẳng bồ đề, nếu có tất cả hữu tình mười phương thế giới như các sông Hằng, mỗi mỗi đều ở chỗ của các đại bồ tát phát vô thượng chánh đẳng bồ đề ấy, đem vô lượng y phục, đồ ăn, thức uống, đồ nằm, thuốc men và các vật cần dùng thượng diệu khác dâng cúng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen như thế, trải qua đại kiếp như số cát sông Hằng, thì ý ông nghĩ sao? Các hữu tình này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Đức Thiện Thệ rất nhiều, phước tụ như thế, vô số vô lượng, vô biên, vô hạn, tính đếm thí dụ khó đo lường được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu phước ấy có hình sắc, thì mười phương thế giới như các sông Hằng chẳng dung nạp hết được. Phật dạy, này thiện hiện, hay thay, lượng phước đức kia đúng như ngươi đã nói. Này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với công đức căn lành của các Như Lai ứng chánh đẳng giác và của các đệ tử khởi tâm tùy hỷ hồi hướng mà không nhiễm đắm thì phước tụ được nhiều hơn trước. Thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như thế so với các căn lành khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Này thiện hiện, nếu đem phước trước so với phước này, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, cho đến cực số phần cũng chẳng bằng một. Vì sao vậy? Này thiện hiện, vì các hữu tình mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông kia đều lấy tưởng có tướng có sở đắc làm phương tiện, các thiện nam tử thiện nữ nhân kia đem vô lượng y phục, đồ ăn, thức uống, đồ nằm, thuốc men và những đồ cần dùng khác dâng cúng cho quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán và các vị độc giác trọn đời cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, song chỗ được phước ấy đều lấy tưởng có tướng có sở đắc làm phương tiện, các hữu tình kia đem vô lượng y phục,
đồ ăn thức uống, đồ nằm thuốc men và các vật dụng cần dùng thượng diệu khác dâng cúng cho các chúng Bồ Tát hướng tới vô thượng Bồ Đề trải qua đại kiếp như các sông Hằng đều cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen như thế, song chỗ được phước đều lấy tưởng có tướng có sở đắc làm phương tiện. Bấy giờ bốn đại thiên vương cùng với hai vạn thiên tử quyến thuộc đảnh lễ chân Phật chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát ấy mới có khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như thế, nghĩa là bằng phương tiện khéo léo, các đại Bồ Tát ấy lấy không tướng làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, không nhiễm trước làm phương tiện, không tư tác làm phương tiện. Đối với công đức căn lành của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và của các đệ tử, phát tâm chân chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như thế hết chẳng rơi vào hai pháp, chẳng ở trong hai pháp, không nhiễm không đắm. Khi ấy trời Đế Thích cũng cùng vô lượng trăm ngàn thiên tử mang đủ các loại tràng hoa, hương xa hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn lọng báu, các trân châu quý hiếm thượng diệu của chư thiên và tấu nhạc trời cúng dường Phật đảnh lễ chân ngài chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát ấy mới có khả năng phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như thế, nghĩa là bằng phương tiện khéo léo, đại Bồ Tát ấy lấy không tướng làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, không nhiễm trước làm phương tiện, không tư tác làm phương tiện. Đối với công đức căn lành của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và của các đệ tử, chân chánh phát tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như thế chẳng rơi vào hai pháp, chẳng ở trong hai pháp, không nhiễm không đắm. Khi ấy thiên tử Tô Dạ Ma, thiên tử San Đổ Sử Đa, thiên tử Thiện Biến Hóa, thiên tử Tối Tự Tại và cùng với ngàn thiên tử quyến thuộc đều mang đủ các loại tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn lọng báu, các trân châu quý hiếm thượng diệu của chư thiên và tấu nhạc trời cúng dường Phật đảnh lễ chân ngài chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát ấy mới có khả năng phát tâm tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như thế, nghĩa là bằng phương tiện khéo léo, đại Bồ Tát ấy lấy không tướng làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, không nhiễm trước làm phương tiện, không tư tác làm phương tiện. Đối với công đức căn lành của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và của các đệ tử, chân chánh phát tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như thế chẳng rơi vào hai pháp, chẳng ở trong hai pháp, không nhiễm không đắm. Khi ấy đại Phạm Thiên Vương cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ước các chúng Phạm Thiên đến trước chỗ Phật đảnh lễ chân ngài chắp tay cung kính đồng sướng lên rằng: Đức Thế Tôn thật hiếm có, các đại Bồ Tát ấy được phương tiện khéo léo của Bát Nhã Ba La Mật Đa Nhiếp Hộ nên vượt thắng các thiện nam tử, thiện nữ nhân tu căn lành ở trước, không có phương tiện khéo léo, có tướng có sở đắc. Khi ấy trời cực quang tịnh cho đến trời sắc cứu cánh cùng với vô lượng trăm ngàn ước thiên chúng của mình đến trước chỗ Phật đảnh lễ chân ngài chắp tay cung kính đồng sướng lên rằng: Đức Thế Tôn thật hiếm có, các đại Bồ Tát ấy được phương tiện khéo léo của Bát Nhã Ba La Mật Đa Nhiếp Hộ nên vượt thắng các thiện nam tử, thiện nữ nhân tu căn lành ở trước, không có phương tiện khéo léo, có tướng có sở đắc. Bấy giờ Phật bảo chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh rằng: Giả sử tất cả hữu tình tam thiên đại thiên thế giới đều phát tâm vô thượng chánh đẳng giác đối với khắp tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác quá khứ vị lai hiện tại mười phương thế giới, từ sơ phát tâm đến được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y bát niết bàn cho đến lúc pháp diệt, trong thời gian ấy tu tập bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ứng với căn lành, hoặc trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không tương ứng với căn lành, hoặc tu bốn niệm trụ nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng tương ứng với căn lành, hoặc tu vô lượng vô biên Phật pháp tương ứng với căn lành, hoặc tu căn lành của các đệ tử, hoặc tu giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn và vô lượng vô biên Phật pháp của các Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc nói chánh pháp của các Như Lai, hoặc nương vào pháp ấy mà tu tập ba việc phước nghiệp, thí tánh, giới tánh, tu tánh, hoặc nương vào pháp ấy, tinh tấn siêng năng tu học được quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề, nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, hoặc tu căn lành dẫn phát của các hữu tình như tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, tập hợp hết thảy lượng căn lành như vậy,
Lấy có tướng làm phương tiện, có sở đắc làm phương tiện, có nhiễm đắm làm phương tiện, có tư tác làm phương tiện, có hai không hai làm phương tiện, hiện tiền tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đối với khắp tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, quá khứ vị lai hiện tại mười phương thế giới, từ sơ phát tâm đến khi được vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y bát niết bàn, cho đến lúc pháp diệt. Trong thời gian ấy, tu tập bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tương ưng với căn lành, cho đến tu căn lành dẫn phát của các hữu tình, như bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, tập hợp hết thảy lượng căn lành như vậy, lấy không tướng làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, không nhiễm đắm làm phương tiện, không tư tác làm phương tiện, không hai chẳng hai làm phương tiện, hiện tiền tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy hỷ hồi hướng so với căn lành khác, là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. So với hữu tình trước tùy hỷ hồi hướng thì hơn gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn lần, cho đến hơn cực số lần. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã nói, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, tùy hồi hướng so với căn lành khác, là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Bạch Đức Thế Tôn, sao nói là cùng tùy hỷ hồi hướng như nhau, song so với căn lành khác lại là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Phật dạy, này thiện hiện, vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, đối với căn lành của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác khắp mười phương thế giới, quá khứ vị lai hiện tại, thanh văn độc giác, Bồ Tát và tất cả hữu tình khác, chẳng thủ, chẳng xả, chẳng lấy, chẳng bỏ, chẳng có sở đắc, chẳng không sở đắc, thấu đạt tất cả pháp không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, không đến, không đi, không hợp, không tán, không vào, không ra. Lại nghĩ như vậy, như các pháp quá khứ vị lai hiện tại kia, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, pháp định, pháp trụ, ta đối với các thiện pháp cũng như thế, lấy không sở đắc làm phương tiện, chân chánh phát khởi tùy hỷ. Đã tùy hỷ rồi, đem căn lành ấy cho các hữu tình, cùng có một cách bình đẳng hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì thế thiện hiện, các đại bồ tát ấy tuy cùng khởi tùy hỷ hồi hướng, song ta nói so với căn lành khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Này thiện hiện, sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thù thắng hơn sự tùy hỷ hồi hướng khác trăm lần, ngàn lần, cho đến hơn cực số lần. Do đó ta nói sự tùy hỷ hồi hướng như thế so với căn lành khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Lại nữa thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trụ Bồ Tát thừa, đối với tất cả đức Như Lai ứng chánh đẳng giác mười phương thế giới, quá khứ vị lai hiện tại, từ sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y bát niết bàn, cho đến lúc pháp diệt. Trong thời gian ấy, tu tập bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tương ứng với